Khu du lịch văn hóa Nam Sơn nằm cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam 40 về phía Tây Nam. Vô số du khách đổ xô đến khu vực này bị thu hút bởi vẻ đẹp của núi Nam Sơn núi Nam, khiến nơi đây trở thành một khu du lịch sinh thái chính. Du khách cũng bị thu hút bởi khu vực này vì ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo đối với nền văn hóa xung quanh. Công viên văn hóa Phật giáo được phát triển để khắc họa văn hóa Phật giáo và giúp mọi người hiểu được triết lý sâu sắc của nó. Các điểm nổi bật bao gồm chùa Nam Sơn, chùa núi Nam, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Viện Văn hóa Phật giáo Trung Quốc và Công viên Quán Âm. Du khách kinh ngạc trước bức tượng Quan Âm khổng lồ bên bờ biển cao 108m. Một bức tượng thứ hai của Quan Âm nằm gần đó, cao 3,8m và được làm bằng vàng, kim cương và ngọc bích cùng các loại đá quý khác. Người ta nói rằng những người thợ thủ công của nó đã sử dụng hơn 100kg vàng để làm bức tượng này. Khu du lịch văn hóa Nam Sơn là một quần thể Phật giáo rộng lớn. Điểm nổi bật của khu vực bao gồm các khu vườn, tác phẩm điêu khắc, quang cảnh biển và các địa điểm khác dành riêng cho việc thờ cúng Phật giáo. Hải Nam là tỉnh duy nhất ở Trung Quốc được chính quyền Trung Quốc xác định rõ ràng là phát triển du lịch như một ngành công nghiệp trụ cột. Nó cũng được dự định trở thành khu vực thử nghiệm cho cải cách du lịch và đổi mới công nghệ của Trung Quốc. Chùa Nam Sơn là thánh địa Phật giáo lớn nhất được xây dựng ở Trung Quốc. Nó có một bức tượng trắng lấp lánh được xây dựng trên một mỏm đá nhô ra ở Nam Hải của Tam Á. Toàn bộ khuôn viên chùa được xây dựng với bức tượng này là tâm điểm. Lối vào chính dẫn tới quảng trường bao quanh bởi những ngọn tháp màu trắng trang trí công phu. Một hồ nước tuyệt đẹp nằm ở một bên của lối đi và một cụm rừng phía bên kia sẽ thu hút sự chú ý của bạn đến bức tượng ba mặt ấn tượng. Chùa Nam Sơn là thánh địa Phật giáo lớn nhất tại Trung Quốc kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chùa có một bức tượng màu trắng được xây trên mỏm đá ở Việt Nam Sania. Bức tượng là tâm điểm của toàn bộ khuôn viên ngôi chùa. Quảng trường lối vào chính của chùa được các ngọn tháp trắng bao quanh. Có một lối đi rộng dẫn tới bức tượng ngoài biển. Ngôi chùa ở Nam Trung Quốc này được đặt theo câu nói phổ biến của Phật giáo, tuổi thọ cao như Nam Sơn. Những bãi biển cát trắng và làn nước màu ngọc lam bắt nguồn từ vùng Caribe ở Hải Nam thì khi đến đây cũng có một nền văn hóa khá sôi động. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất về điều đó là ngôi chùa Nam Sơn tráng lệ và biểu tượng chính là bức tượng Phật Quan Âm. Được thành lập vào năm 1988 để kỷ niệm 2000 năm ảnh hưởng của Phật giáo ở Trung Quốc, chùa Nam Sơn tái hiện một cách tuyệt đẹp nền tảng tôn giáo lâu đời của Trung Quốc. Nó thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn bởi khung cảnh thiên nhiên cận nhiệt đới của Hải Nam và đã trở thành một điểm du lịch. Tọa lạc bờ biển hấp dẫn và bức tượng Phật độc nhất vô nhị tạo nên một cảnh tượng tuyệt hảo cho ngôi chùa.